Nhưng Đức nhận nhiều bà cụ già kìa. Có một bà cụ cả đời bà cực khổ vì đứa con. Khi bà đi tu, đứa con lấy hết của cải của bà, chửi bà quá trời luôn, chửi bới bà quá trời luôn. Bà nói bà khổ. Nhưng Đức nói đừng khổ nữa, xong việc rồi khổ gì. Bà hỏi sao mà xong việc thầy? Thì bà giờ tuổi già rồi, còn cái mạng già này thôi, bà khổ chứ cho nó mệt thêm. Bà cứ niệm Phật cầu sanh cực lạc, cần gì phải khổ. Nhưng mà nó nói tội nghiệp ấy, nó không biết giờ nó làm sao. Nó nói đó đó, bà khổ là ngay chỗ này mà ra. Bà thích đó, bà lời bà về bà tìm đi. Bà đã te tua thăng tàn ma dại rồi, con cò này không còn tác dụng phụ tốt đẹp ngon nữa. Nên nó muốn thải con cò này mà bà còn muốn lao đầu vô nữa, bà gán chịu. Nên nghe giảng gì nó thấm đòn quý vị. Chúng ta dại quá, bởi vì mình khổ gán chịu. Cả đời có người cho mình thông minh, cả đời có người mình thông minh với bao nhiêu con người luôn, nhưng mà cuối cùng mình lại ngu si đối với con mình, đối với gia đình mình. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ, gác chân lên chán mà suy nghĩ đi, phải không? Chúng ta thông minh với bao nhiêu con người, đối với bao nhiêu con người chúng ta là một dạng trí thức, nhưng mà cuối cùng mình lại dại khờ đối với con mình. Thì nói con cái mà nói dại khờ gì, đúng rồi, mình mới mù mờ đó. Nó dựa vào cái tình cảm thân thiết, tình cảm máu mủ mà nó dựa vào đó làm mình khổ. Chúng ta là người nghe đạo rồi, chúng ta xả luôn cái máu mủ đó. Trong cái cuộc đời này quý vị biết rằng chúng ta đã từng làm thân bằng quyến thuộc của nhau. Trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng là thân bằng quyến thuộc của nhau, như một màn lưới vậy, nó dính líu hết trơn. Nhưng mà tại sao mình mới có dính líu cái đời này? Vì mình tưởng đời này nó là người thân của mình, còn những người kia không phải người thân của mình. Nó có một bà già 80 mấy tuổi, mấy cô chăm bà xung quanh, chăm lo cho bà chửi mấy cô quá trời luôn. Bà có một đứa cháu, bà thương đứa cháu cực kỳ luôn. Cái ghế của bà ngồi đố mà cho ai ngồi, nhưng mà cháu bà ngồi cả buổi cũng được. Đồ ăn của bà có đều để lại cho đứa cháu. Còn riêng mấy cô chăm bà không bao giờ quan tâm tới nó. Quý vị cho quý vị quá khôn, quá dại, quá ngu luôn. Tại vì sao? Quý vị bị bó buộc từ một đứa cháu nhỏ thôi. Bao nhiêu con người lớn quý vị thoát ra được, nhưng mà quý vị không thoát được đứa cháu nhỏ. Vậy thì quý vị thoát được cái gì? Không thoát được cái gì cả. Nó, nhiều con người cứ cho rằng mình thoát khỏi một cái dòng lẩn quẩn lớn, cái nhỏ mình còn chưa ra khỏi nữa. Vậy nên chi mình ra khỏi cái dòng lẩn quẩn lớn, không có cửa đó đâu. Nên mình là người nghe đạo, nó khác người không nghe đạo quý vị à. Mình là người nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Mình khác cái người không nhớ Phật, không nhớ Tây Phương Cực Lạc. Tại sao những Đức lo cho bao nhiêu con người mà còn cái năng lượng này để mà chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe? Mấy ngày nay cũng sắp xếp chương trình này, chương trình kia đám dỗ với thầy rồi đến dự để mình sắp xếp bố trí nấu ăn đồ này nọ. Nhưng mà giờ này vẫn chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe. Tại vì sao? Công việc thì phải làm thôi, làm rồi thôi, đúng không? Chúng ta đừng nên đặt vấn đề nó phải tròn vẹn hoàn toàn. Nếu đặt vấn đề gì mình khổ lắm. Làm nhưng không nặng đầu óc, thần kinh. Sắp xếp rồi xong rồi niệm Phật cứ vậy mà xong. Chúng ta đừng nên đặt vấn đề một công việc gì đó chúng ta bị áp lực, chúng ta nặng nề, chúng ta sợ sệt dễ bị thất bại. Mang những cái tâm này làm việc là hoàn toàn thất bại. Người tu hành nghe đạo đừng nên mang một cái tâm bất an, sợ hãi, kích động, hụt hẳn. Mang những cái tâm này hoàn toàn chúng ta sẽ mất trí tuệ. Có người mà vừa hụt hẳn cái mất trí tuệ liền, có người bình tĩnh mới có trí tuệ, có người vừa hụt hẳn là mất trí tuệ liền. 100%. Nhớ mỗi ngày chúng ta nuôi dưỡng được cái tâm nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, đây là hạnh phúc lớn nhất của đời mình đó quý vị. Một hơi thở thở ra con hít vào bao nhiêu của cải vật chất, quý vị ngó nhìn để quý vị chết đi đọa lạc. Nếu như thông minh hiểu biết thì biết làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời liền cái gì đâu. Đem cái của cải giả tạm này đổi vô cái phước báo trong mạng để trở thành cái phước báo trong mạng của mình. Nên tại sao những đức làm bao nhiêu chuyện, làm ầm, người ta cứ cho những đứa có tiền nhiều. Tiền đâu nhiều, có nhiều xài hết nhiều cho con người. Khi cần nữa thì có nữa để lo hết cho con người. Còn người ta thì có khi có để giữ, cắt, cuối cùng bị chết có cầm theo được không?
Nó nên câu chuyện của đại lão hòa thượng Tịnh Không mà có một vị này quý dẫn đi coi châu báu. Khi coi xong hòa thượng hỏi: ủa ông có nhiêu đây hả? Ông cũng kinh ngạc ghê, tưởng là hòa thượng có rất nhiều. Hòa thượng nói rằng: ông cứ nghĩ của cải của ông đem giấu vô cái tủ bảo hiểm, lâu lâu đến sờ mó coi một cái. Vậy tôi hỏi ông, tất cả của cải người ta bán ngoài tiệm, vàng bạc châu báu kim cương hộp sọt, tôi cũng đến kêu người ta đem ra cho tôi coi, tôi sờ mó một cái rồi người ta cắt, cũng của tôi vậy. Ông là người nghe đạo biết tu, vì sao không biết dùng cái này để tu tạo phước duyên, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời mà ông lại tình trách chỗ này nặng nề gì? Rồi khi một hơi thở thở ra không hít vào, ông có cầm những thứ này theo được không? Nên ông nghe đạo tu giảng mà ông không có thông tâm, ông quá dạy khờ. Và tôi không dạy cho ông này liền, sững người luôn. Rõ ràng không? Nên có những người tuy người ta không giàu, nhưng người ta đi đến chùa người ta lại biết bố thí cúng dường. Vì sao? Vì họ hiểu. Có những người rất là giàu nhưng một cắt cũng không bỏ ra. Vì sao? Không hiểu. Cuối cùng là ai phá họ? Con phá gia chi tử phá. Nhà rất giàu, đối với con người tính toán so đo từng chút, nhưng con phá gia chi tử vô nhà, phá sập của luôn, còn đưa họ ra rìa luôn. Vậy thì được. Nhưng con người chúng ta lại luôn luôn tha thứ cho cái gì? Quan gia thế chủ đối xử như thế nào cũng không dám buồn. Còn người giúp đỡ chỉ cần động đến cái buồn liền, vì giọt máu của mình, vì tình quyến thuộc của mình mà trở thành ngu si. Phải chi đổi lại tất cả con người đều vậy hết thì bị là người số 1 trí tuệ. Nhưng mà họ chỉ được có 1-2 người thôi. Cuối cùng có khi họ bị hụt hẳn, cứ nghĩ cái gì cũng để lại cho họ, nhưng họ chỉ cần giả treo cái là hụt hẳn liền. Nên như Đức khuyên quý vị, đừng bao giờ hụt hẳn bất cứ một cái gì ở cuộc đời này. Bất cứ một việc gì ở cuộc đời này đều có thể xảy ra. Bất cứ việc xấu gì trong cuộc đời này cũng có thể xảy ra. Bất cứ việc tốt gì trong cuộc đời này cũng có thể xảy ra. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói rằng nghiệp lực chúng sanh không thể nghĩ bàn, phúc đức chúng sanh, nhân duyên chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn. Đúng rồi, nghiệp lực không thể nghĩ bàn, vì bất cứ việc xấu gì trong cuộc đời này cũng có thể xảy ra, không nên hụt hẳn. Và phúc đức, nhân duyên chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn, vì thì việc tốt gì ở thế gian này cũng có thể xảy ra, tốt xấu đều có hết. Vì thì chúng ta đi hụt hẳn đối với cái việc mất mát làm gì? Và chúng ta kinh ngạc cái việc thiện này lớn quá làm gì? Thí dụ như nước ngoài đồ này kia, lúc còn trẻ người ta có thể làm ông này bà nọ, người ta làm ăn kinh tế sang trọng vô cùng. Nhưng tới tuổi gì già ở đâu? Viện dưỡng lão, quy về viện dưỡng lão. Đó, mình rất là may mắn chúng ta gặp được Phật Pháp. Chúng ta mỗi ngày được Pháp Phật dưỡng cho huệ mạng, Pháp của Phật dưỡng cho huệ mạng, thì thấy ý nghĩa không? Quá ý nghĩa luôn, quá tuyệt vời, quá ý nghĩa. Như Đức nói rằng cuộc đời như Đức may mắn gặp được Phật Pháp đi tu, như Đức nhìn nhận được cái việc làm lợi ích cho chúng sanh, thù thắng của đời mình, ý nghĩa cuộc đời mình, may mắn thay mình làm được những việc này. Nên như Đức nói cho quý vị nghe chứ, hết lòng nhiệt tình. Như Đức nói của thiên trả địa, của thiên trả địa, hiểu không? Là gì? Của thập phương bá tính, những đức trả về cho chúng sinh. Khắp nơi nơi chúng sinh cúng dường, những đức đem đi giải cho khắp nơi nơi chúng sanh luôn, được lợi ích. Cuộc đời như Đức hiểu rồi, một hơi thở thở ra cũng hít vào, cái gì của bạn? Chỉ có đem của cải phước báo bỏ vào trong mạng là thù thắng nhất. Nên mỗi một người mình coi những cảnh tượng bão lũ, nước trôi, sập nhà, mình nhìn đi, chúng ta cũng giác ngộ. Cõi đời này cái gì kiên cố? Bất cứ nơi nào kiên cố cũng sụp đổ. Không có cái gì kiên cố, chỉ có cái gì kiên cố? Đạo đức là kiên cố. Đạo đức là kiên cố. Nếu như mỗi một con người mà hiểu được, chỉ cần gây dựng đạo đức là gây dựng sự nghiệp. Gây dựng đạo đức là gây dựng sự nghiệp. Đứa con quý vị nó thiếu đạo đức, dù nó có học cao đi chăng nữa, nó thành đạt được cái gì? Sự thành đạt nó cái gì đặc biệt? Không có gì đặc biệt cả. Nó có học, nó có đạo đức thì mới tuyệt vời.
Bây giờ thí dụ như có những trường học, nếu mà nghiêm khắc được điện thoại, nghiêm khắc được với học sinh, mà bó buộc nó vào khuôn khổ đàng hoàng, thì trường học đó, quý vị vô học là cái dạng trường học cao cấp. Dạng trường học cao cấp. Thí dụ như bây giờ các cháu đi vô chùa mình, quy tắc tự nhiên ở trong chùa mình các cháu không xài điện thoại. Suốt mấy tuần nay các cháu thật lòng là không xài điện thoại luôn. Nhà nước nó bảo đảm 100% trường học nào cấm được điện thoại hoàn toàn. Không có chuyện đó đâu. Có thể cấm trong giờ học chứ làm gì bị cấm được. Cái cá nhân cuộc sống của các cháu. Các cháu vô chùa mình hoàn toàn cấm tuyệt điện thoại luôn. Sống vui vẻ hoan hỷ. Mỗi ngày ba thờ lên tu luôn. Nghe pháp đồ. Ngồi nghiêm túc đàng hoàng. Rõ ràng không? Vì sao? Vì các cháu có được tư tưởng, có được niềm vui. Con nít thì phải hoạt bát một chút, nhưng mà rõ ràng vô đây các cháu không xài điện thoại, được tiếp nhận giáo dục. Nên tại sao có nhiều người cha mẹ nói con cháu đi vô đây nửa tháng, một tháng tự nhiên gì tính tình thay đổi tốt đẹp, vì được dạy. Có đứa bé nhỏ xíu xíu đến gặp nhà Đức, mặt miếu miếu miếu, nói dạ thưa thầy, thầy dạy con không được nói dối mà con nói dối, con xin lỗi thầy, từ hôm nay con không có gì nữa. Vậy đó, nhỏ xíu thôi mà đã có cái tâm vậy là quá tốt rồi quý vị. Nên quý vị để ý con quý vị lúc nó còn nhỏ đi đến đây nó được tương đối ngoan dễ thương thì sao, nhưng mà càng ngày càng lớn lên với trường học quý vị nhìn nó thì sao, thì bị biết liền cái gì đó. Nhìn nhận là biết liền cái gì đó. Hiểu không? Nên mỗi một con người nghe đạo của chúng ta, nếu quý vị còn khổ vì con thì quý vị cũng có khác gì cái người không đi tu. Quý vị là người nghe đạo hướng đến giải thoát, mà mình còn khổ vì con, khổ vì chồng, rồi khổ vì vợ, rồi khổ vì con, thì quý vị là người có khác gì cái người không tu đâu. Mình là người tu thì những thứ đó vô hiệu hóa đối với mình, không còn tác dụng với đối với mình nữa. Mình là người tạo ra và cho mầm non này phát triển được sự sống, từ từ lớn khôn trưởng thành làm người. Mình đã bỏ công đối với họ rất là nhiều. Cuộc đời họ sau này cái gì chúng ta không còn phải nặng nề khổ gì họ nữa. Chúng ta đâu có kêu họ đi khổ, chúng ta đâu có kêu họ như con thiêu than lao vào lửa, nhưng nó muốn lao vào lửa mà. Bây giờ mình đi khổ vì họ thì cuộc sống mình đúng là vô nghĩa. Từ khi người không nghe Phật pháp thì còn làm điều đó. Người mà nghe Phật pháp thì làm điều đó làm gì quý vị? Không cần làm điều đó làm chi. Đứa con gái nó gặp Nhân Đức, nói rằng bởi vì con nghe pháp thầy con mới hiểu. Mẹ con cả đời cực khổ chưa từng biết tu là gì đâu thầy. Chết vô cùng thê thảm. Bây giờ mẹ con để lại cho con mấy chỉ vàng, thôi con xin cúng dường cho thầy làm Phật sự để mong hồi hướng cho mẹ con. Không? Nhân Đức nói một câu, vậy thì cuộc đời cô nên đổi mới đẹp lại, là cô nên nghe pháp niệm Phật. Nếu không khéo cô cũng y an mẹ cô. Cô muốn ngày đó xảy ra không? Dạ không. Vậy cô nghe pháp niệm Phật đi. Từ hôm nay niệm Phật, đừng buồn giận ai để trong tâm. Nuôi con không lớn, con ngoan cũng được, con không ngoan cũng được. Đó là số phận. Chúng ta vô hiệu hóa đối với những việc bị tác động đó. Trong cuộc đời này chúng ta không còn khổ nữa khi dù ai bỏ mình. Chúng ta không bao giờ thất vọng bất cứ ai. Vì sao? Chúng ta thất vọng họ làm gì để chúng ta khổ? Công nhận không? Thất vọng họ làm gì để chúng ta khổ? Chúng ta không cần thất vọng. Thất vọng làm gì để khổ? Trong cuộc đời này vì chỉ cần nói câu thất vọng một người là vì khổ à? Làm gì phải thất vọng? Trong kinh Đức Phật nói rằng tự đúc đuốc mà đi, thất vọng ai? Khi mê thầy độ ngộ rồi tự độ. Quý vị đã tiếp nhận Phật pháp rồi, quý vị đã ngộ rồi. Bây giờ quý vị hãy lặn mò con đường đó mà đi đi. Niệm Phật giáng sanh là gì? Niệm Phật. Con đường đi về cực lạc là gì? Niệm Phật. Cứ niệm Phật, mục tiêu là gì? Lặn mò về cực lạc, đó là gì? Niệm Phật. Niệm Phật, Phật đến rước, khỏi cần lặn mò. Ngồi đâu niệm Phật, Phật cũng sẽ đến tại chỗ mà rước. Ai mà quý vị lặn mò làm chi? Để té xuống ao, té xuống giếng, té xuống hố. Đúng không? Hiểu nguyên lý này rồi cuộc đời mình đúng phải quá tự tại quý vị. Bây giờ quý vị là người tu hành, nghe đạo,
chúng ta hãy nhận thức đi, cuộc đời mình ăn xài bao nhiêu, nhưng luôn luôn lo cho cái ngày mai của quý vị ơi. Chính trong chùa bây giờ quý vị có số lượng người đông gì mỗi ngày như Đức lo. Có người gặp những Đức nói rằng, trời ơi, mỗi ngày mà thầy lo số lượng người gì, có những chương trình mà chỉ có một ngày hai ngày thôi mà không đông như vậy, mà bao nhiêu có người tập trung lại đi quyên góp đầu này đầu kia đầu nọ để lo, mà trong khi mỗi ngày quanh năm phải lo gì. Cái quan trọng nhất là gì? Vì đoàn kết, đoàn kết. Và làm không có cá nhân gì chính mình, nên cái sự làm việc nó phát triển mạnh, cực kỳ mạnh. Còn mỗi con người đều muốn bỏ túi riêng, vậy thì yếu lắm. Đã là có tâm bỏ túi riêng thì dù có tìm kiếm tha mọi gì thì mỗi người cũng bỏ vào cái ngăn phản mình mồi riêng, chỉ chích ra một phản nhỏ, nên đâu có lực lượng mạnh được quý vị. Còn nếu như toàn tâm toàn ý mà làm việc cho mọi người, vậy thì nó quá mạnh này, phát triển quá mạnh. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao con người này còn trẻ mới tu mà tại sao làm được nhiều việc như vậy? Mục tiêu là gì? Vì người ta. Vì người ta vì mình. Mình vì thiên hạ vì mình. Mình vì Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát sẽ vì mình. Mình thương chúng sanh, Phật Bồ Tát thương mình. Mình thương mình thì cảm, làm sao cảm được Phật Bồ Tát. Mình thương mình làm sao cảm được Phật Bồ Tát. Mình thương chúng sanh thì mới cảm với Phật Bồ Tát, vì Phật Bồ Tát thương chúng sanh. Phật Bồ Tát thương chúng sanh, mình thương chúng sanh thì Phật Bồ Tát thương mình chứ sao, đúng không? Nên khi quý vị làm Phật sự phải nhiệt tình hết mình, góc độ nhìn cho sâu để làm, góc độ nhìn cho sâu để làm. Hiểu nguyên lý này thì quá tuyệt vời. Cuộc đời vì tu đặc biệt tuyệt vời, đúng không? Nên những Đức khuyên hàng Phật tử tuyệt đối đừng bao giờ nói câu thất vọng ai hết. Đời đạo gì đừng nói câu thất vọng, đừng thất vọng ai. Từ hôm nay nhớ, đừng thất vọng ai hết. Dù chúng ta bị bỏ rơi cỡ nào cũng đừng dùng câu thất vọng. Chúng ta luôn luôn có hy vọng, vì mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, luôn luôn có hy vọng, làm gì thất vọng. Luôn luôn có nụ cười, nụ cười là sự hạnh phúc lớn nhất của đời người. Chúng ta đừng nên sống những ngày tháng âu sầu chứ. Sống ngày tháng âu sầu làm gì? Ý nghĩa gì không? Không. Những ngày tháng âu sầu có gì mà ý nghĩa? Dù mình có bị chồng bỏ, vợ bỏ, con bỏ, chúng ta cũng không cần âu sầu. Âu sầu chứ. Chúng ta âu sầu được gì? Nhiều sáng như Đức gặp một cái cô này. Đến gặp những Đức, cô kể về mẹ cô. Cô nói, con nghe thầy giảng 2 tháng nay, mẹ con mất trước đó, rồi con mới gặp được những buổi giảng của thầy. Thì con nghe xong, con nghĩ một đời người khổ quá thầy. Mẹ con cả đời khổ cực, kia cỡm từng đồng từng cắt. Mong con của mẹ có thêm chút vật chất, không thua xúc ai. Mẹ cả đời chưa từng bây giờ biết được Phật Pháp, chỉ lam lũ cực khổ đến ngày mẹ chết đi. Khi con nghe thầy giảng con mới hiểu được cuộc đời mẹ con sống khổ, tạo nghiệp, chết đi đa phần đọa lạc. Mẹ con lam lũ cực khổ từng ngày từng bữa, khi cởm được từng đồng từng cắt để lại cho mấy đứa con, mỗi đứa vài ba chỉ vàng. Con bây giờ con nghe thầy giảng con hiểu. Bây giờ con đem mấy chỉ vàng này, con lợi con cúng dường cho Tam Bảo. Con xin thầy làm cái công đức gì đó trong có Tam Bảo để hồi hướng cho mẹ con, vì cả đời mẹ con không biết tu hành gì hết. Nên con may mắn gần 2 tháng nay nghe được những buổi giảng của thầy, quyết định cuộc đời của con sẽ làm khác hơn cuộc đời của mẹ con. Mẹ con cả cuộc đời vì con mà không tu hành gì, nhưng đời con cũng phải làm, phải có cuộc sống. Nhưng con phải mỗi ngày nghe Pháp, mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày tu hành. Vì khi cơn vô thường đến, rõ ràng như thầy nói, không giải quyết được vấn đề gì hết,
chết vô cùng là thê thảm. Khi mình nghe người ta nói câu này quý vị, đúng rõ ràng, đủ duyên gặp được Phật Pháp. Mình đủ duyên gặp được Phật Pháp. Nếu mình không đủ duyên gặp được Phật Pháp thì cuộc đời của người mình cũng mê hoặc điên đảo, mù quáng, sống những ngày tháng vô ích. Nên những đức nãy nói câu quan trọng lớn nhất của đời người là gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương cực lạc. Quan trọng lớn nhất của đời người đang sống ở cõi này là gì? Mỗi ngày không buồn giận người, không hận thù ai, gặp Phật Pháp, sống như ngày tháng vui vẻ. Có người hỏi Nhân Đức, thầy lo cho chúng đông gì mà thầy không khổ? Vì sao nhà con lo cho một đứa con mà con khổ? Nhân Đức nói, Nhân Đức lo cho nhiều con người mà Nhân Đức không khổ, vì Nhân Đức không ái nhiễm họ. Cô lo cho một đứa con mà cô khổ là vì cô ái nhiễm con cô. Suy nghĩ có đúng không? Cô nói dạ, chuẩn, quá chuẩn, đúng thầy. Thì ra rõ ràng cái khổ là tự ái hả thầy? 100% tự ái. Nhưng Đức hỏi cô mắc của, mà cô khổ là từ đâu? Ái. Ái là gì? Là đau lòng xót dạ khi mắc của. Còn con, ái, dính mắc đứa con nên khổ. Con người ta ngoài đời, con đi du học nước ngoài, chúng ta cũng cảm thấy khoe. Đi học trường cao cấp cũng khoe. Có nghĩa là đa phần con người ta, đa phần chúng ta đặt vấn đề con của mình phải vinh quang. Là tự nhiên người làm cha làm mẹ muốn cho con mình phải như vậy. Nên từ nơi đó mà sao? Khổ. Lỡ con mình hư thì bắt đầu mình xấu mày xấu mặt, giấu. Con người không chấp nhận sự thật của nó. Khổ, tự ái, người khổ. Được cũng khổ, mà không được cũng khổ. Có nghĩa là con đường nào quý vị cũng khổ hết. Con đường nào quý vị cũng khổ hết. Vì không chạy thoát được con đường nào hết. Vì quý vị bị một gia đình buộc ràng, bó buộc lại, khổ. Nên Nhân Đức từng nói rằng cái nguyên lý của một con người, nếu như họ nhận thức được cái việc đúng sai thì con người này quá tuyệt vời. Một con người nó đều hướng đến sai quấy. Con mình hay là mình không biết hả quý vị? Thứ nó đều sai quấy không? Từ khi con đường nó đi đến mức mà lúng lầy, bước vào dũng lầy, lúng lầy, bước vào dũng lầy, thì một ngày nào nhân duyên hội tụ nó quay đầu tiếp nhận vào pháp thì còn có cơ hội. Còn nó chưa đi vào con đường dũng lầy mà nó hướng đến sai, quý vị không cản nó được đâu. Nên quý vị làm cha làm mẹ đừng nên bị khổ tâm, đặt hy vọng vào con để rồi mất đi sự hy vọng đó. Đừng nên. Mình là người nghe đạo, mình là người biết tu quý vị. Cuộc đời của người mình là mỗi ngày hy vọng đời này phải sanh cực lạc nè. Còn thế gian này thành đạt cái gì mà quan trọng quá. Càng tu càng hiểu quý vị à. Càng tu càng hiểu à. Sự thành đạt lớn nhất của đời quý vị là được sống những ngày tháng như thế nào niệm Phật, những ngày tháng như thế nào dẫn người ta đi tu. Nhưng Đức nói những vị trưởng đoàn quý vị là những ngày tháng đẹp trong cuộc đời quý vị lắm. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Quý vị là những người giàu sang vô cùng. Bây giờ như cô Soàn ở nước ngoài, cô cũng giàu, cô cũng có điều kiện. May mắn thay cô gặp được Phật Pháp, cô gặp được pháp môn niệm Phật, cô lại tin. Cô rủ người đi tu, cô đưa Phật Pháp chỉ dẫn cho người. Lễ lọc cô dẫn cả ngàn người, như chuyến này với Quan Âm, cả ngàn người đi đi lại Quan Âm Bồ Tát. Đây mới là việc ý nghĩa lớn nhất của đời cô. Dù cô có của cải giàu sang nhiều cỡ nào, nhưng còn hơi thở thở ra không hít vào cái gì của cô. Những việc này cô làm không có hư danh, cô làm thật lòng để cho chúng sanh được nhờ. Dẫn người, cả ngàn người đi đi lễ Quan Âm, đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật, tặng. Làm nhiệt tình 100% luôn. Còn những vị trưởng đoàn có nhân viên dẫn người được đi tu thứ bảy chủ nhật lễ, quý vị thấy đây là thờ hoàng kim nhất của đời quý vị đó.
Từ khi bị làm việc này tới giờ quý vị hãy nhận thức đi, việc làm này là việc làm thù thắng nhất trong cuộc đời mình đó, đúng không? Còn nếu không, chỉ là lây quay lãng quẳng cho một gia đình nhỏ. Như Đức nói với quý vị nghe, chúng ta không gặp Phật Pháp nghe. Dù quý vị là một ông chủ lớn giàu sang đi, đầu này, đầu nọ, nước này, nước kia, nhưng thật sự quý vị quẳng ở trong căn nhà nhỏ. Vì sao? Vì tất cả cái dòng dòng đi của quý vị là đi vào căn nhà nhỏ, đúng không? Vì đi vòng vòng để tạo kinh tế toàn là quý vị căn nhà nhỏ, một đứa con, hai đứa con, quý vị ra không thoát cái này. Nên cả đời lẳng quẳng trong căn nhà nhỏ. Vậy đó mà cuối đời tuổi già lại sống thê thảm. Chúng ta nên luôn giữ được bình tĩnh, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nơi thế giới cực lạc mới là một quốc độ tồn tại bình yên nhất. Nên chúng ta mỗi ngày nên chọn quốc độ cực lạc. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử mỗi ngày được học tập như vậy, quý vị sẽ nhất định nhận thức được nhiều cái lợi ích trong cuộc đời này, sẽ sống những ngày tháng rất là vui, rất là tự tại, tín nguyện niệm Phật. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.